Đàm Vĩnh Hưng giao nộp bằng chứng tố cáo bà Phương Hằng nhiều tội danh. Ông Hoàng Nhạc Việt vui mừng chia sẻ những tình tiết mới trong vụ kiện với bà Phương Hằng. Liên quan đến vụ việc Đàm Vĩnh Hưng bị bà Phương Hằng tố cáo ăn chặn 96 tỷ đồng tiền từ thiện, cuối tháng 8, nam ca sĩ đã chính thức đệ đơn lên tòa án về hành vi làm nhục người khác, vu khống và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Mới đây, cựu huấn luyện viên The Voice thông báo những tình tiết mới trong vụ án. Cụ thể, giọng ca lâu đài Tình Ái cho biết đã cung cấp toàn bộ bằng chứng cho phòng cảnh sát điều tra PC01 Công an tỉnh Bình Dương. Ông Hoàng Nhạc Việt khẳng định tất cả buổi làm việc đều diễn ra khách quan và đúng pháp luật. Bên cạnh đó, Đàm Vĩnh Hưng cũng hy vọng những người quan tâm nên kiên nhẫn chờ kết quả chính thức từ pháp luật. Chào cả nhà, hôm nay Hưng xin cập nhật với mọi người về quá trình Hưng đang làm việc với các cơ quan chức năng để bảo vệ mình trước những thông tin vu khống, xuyên tạc tiêu cực về chuyện từ thiện. Hiện tại, Hưng đã có buổi làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an C02 và đã cung cấp hồ sơ tài liệu theo yêu cầu của điều tra viên. Ngoài ra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương BC01 đã mời Hưng lên làm rõ các nội dung của đơn mà Hưng tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng với nhiều tội danh. Tại buổi làm việc, Hưng cũng đã cung cấp đầy đủ bằng chứng cho nội dung tố cáo của mình đến BC01, Công an tỉnh Bình Dương. Các buổi làm việc đều diễn ra rất khách quan, đúng pháp luật. Điều đáng mừng là mọi việc đang dần sáng tỏ. Cơ quan điều tra cũng trao đổi rõ ràng quan điểm sẽ làm việc chí công vô tư và quyết liệt điều tra để sớm có kết quả. Hưng được điều tra viên giải thích rất cụ thể về quá trình giải quyết đơn thư tố cáo phải tuân thủ quy trình tố tụng. Vì vậy, mọi tài liệu chứng cứ phải được thu thập và xác minh theo đúng quy định pháp luật nên phải có trình tự và thời gian nhất định. Khi cơ quan điều tra đã vào cuộc thì chắc chắn câu chuyện này sẽ nhanh chóng được làm rõ. Ai sai, vu khống bị đặt những thông tin về Hưng thì phải chịu trách nhiệm về việc làm của mình bằng pháp luật, và nếu bản thân Hưng sai, Hưng cũng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Vì vậy, Hưng mong các khán giả yêu quý Hưng và cả những khán giả đang nghi ngờ hay ác cảm với Hưng, chúng ta hãy cùng kiên nhẫn một chút, đừng đôi co hay dùng những ngôn từ không hay trên mạng xã hội làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động chung của cộng đồng mạng. Cảm ơn cả nhà. Ngày 24 tháng 8, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ trở thành cái tên được dư luận chú ý. Nguyên nhân xuất phát từ loạt phát ngôn của doanh nhân Phương Hằng về nam ca sĩ trong livestream của bà. Trong livestream, bà Hằng cho biết đang nắm trong tay 1,9 ký giấy sao kê ngân hàng từ tài khoản từ thiện của Đàm Vĩnh Hưng. Bà nhấn mạnh số tiền thực mà giọng ca đình đám quyên góp được lên tới 96 tỷ đồng. Bà Hằng cũng cho rằng Mr. Đàm có dấu hiệu lương lẹo ăn chặn số tiền lớn, thậm chí treo thưởng 50 tỷ nếu anh chịu sao kê đầy đủ số tiền quyên góp được. Tới sáng 25 tháng 8, Đàm Vĩnh Hưng chính thức lên tiếng khẳng định bà Hằng phát ngôn vu khống bị chuyện, tuyên bố nữ đại gia chọn sai người để đánh. Mr. Đàm đồng thời thách người phụ nữ này đưa ra được bằng chứng anh nhận được chính xác 96 tỷ quyên góp từ thiện và có hành vi lương lẹo ăn chặn. Nếu bà Hằng đưa ra được chứng cứ xác đáng, Đàm Vĩnh Hưng sẽ nhận thua và nhận sai, chịu trách nhiệm trước pháp luật dư luận. Còn nếu trường hợp bà Hằng sai, dù chỉ một game, anh xách kèo lấy đi một viên kim cương từ nữ đại gia, đem bán làm từ thiện. Ngày 13 tháng 10, Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an đang phối hợp cùng cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng rà soát tại các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tài khoản của các nghệ sĩ liên quan đến vấn đề từ thiện. Căn cứ Điều 88 Bộ Luật Tố tụng Hình sự, Cục C02 Bộ Công an yêu cầu cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng phối hợp rà soát tại các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tài khoản của các cá nhân. Bà Trần Thị Thủy Tiên, tức ca sĩ Thủy Tiên sinh năm 1985, ngụ tỉnh Kiên Giang, trú quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Ông Huỳnh Minh Hưng, tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sinh năm 1971, ngụ quận 10. Ông Huỳnh Trấn Thành, danh hài Trấn Thành sinh năm 1987, ngụ thành phố Hồ Chí Minh. Cung cấp cho Cục C02 Bộ Công an bản sao hồ sơ mở tài khoản và toàn bộ thông tin cá nhân liên quan đến chủ tài khoản của các tài khoản đã rà soát xác định nếu có. Thống kê tổng số tiền giao dịch, số dư hiện có trong tài khoản, sao kê chi tiết tất cả những giao dịch của tài khoản từ thời điểm mở tài khoản đến nay. Thông tin họ tên, địa chỉ của số tài khoản đối ứng, người nộp tiền vào và người nhận tiền từ các tài khoản nói trên. Trước đó, Bộ Công an nhận được tin báo của bà Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, ngụ quận 3. Bà Hằng là tổng giám đốc khu du lịch Đại Nam Bình Dương, là vợ của ông Huỳnh Uy Dũng hay còn gọi là Dũng Lò Vôi, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Đại Nam. Trong đơn, bà Phương Hằng cung cấp thông tin việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có dấu hiệu chiếm dụng tiền từ thiện trái phép thông qua việc dùng tài khoản cá nhân của mình để nhận tiền từ thiện của Mạnh Thường Quân. Thế nhưng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng không tự minh bạch, không công khai, không công bố kịp thời rõ ràng chứng từ việc sử dụng nguồn tiền từ thiện để các Mạnh Thường Quân được biết.